Mưa liên tục không ngớt từ đêm 20 tháng 7 năm 2018 đến ngày 21 tháng 7 2018 đã khiến cho nhiều tuyến đường ở thành phố Hải Phòng biến thành sông. Thành phố Hải Phòng có mưa liên tục từ đêm 20 đến khoảng 12 giờ trưa ngày 21 tháng 7 năm 2018 thì mưa càng to hơn, khiến cho rất nhiều tuyến đường ở đây bị ngập lụt, một số cây xanh bị ngã đổ. Mực nước nhiều nơi lên 30 đến 40 cm khiến cho các phương tiện giao thông đi lại rất khó khăn, không ít nhà dân bị nước tràn vào. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thì Hải Phòng sẽ có mưa liên tục trong vòng 7 ngày tới.